Má, ông Bình từ trước giờ vẫn hay đưa tiền cho má mà đúng không? Má gom hết số tiền đó cho con mượn đi, con đang có việc cần dùng. Nhưng mà má đừng bao giờ nói cho ông Bình biết chuyện này nha má. Nhưng mà chuyện gì? Không phải con cũng có nhiều tiền lắm mà. Tại con đang có việc cần dùng tiền thôi, làm xong á con trả lại cho má liền à. Con sẽ cho ông ta mở to mắt ra, cho ông ta thấy con không phải là một đứa con gái ngu ngốc như ông ta nghĩ. Sao? Đi chơi với thằng bồ cả ngày bộ chưa đã hay sao? Bây giờ còn gọi tôi. Anh nói gì em không hiểu gì hết. Thôi đủ rồi. Cô coi tôi là đứa con nít hay sao mà lừa tôi hả? Sáng nay tôi còn tận mắt chứng kiến hai người ôm ôm ấp ấp ở khu nhà công nhân sập xệ kìa. Bây giờ còn giả ngây giả ngô nữa sao? Anh lại hiểu lầm rồi. Sáng nay em và anh Huy tới khu nhà trọ đó để trả lại số tiền mà người ta bồi thường tai nạn. Vậy em đã phát hiện ra một chuyện, đó là họ cố tình đụng trúng em để cản trở việc em đến gặp ông Bình, tổng giám đốc tập đoàn Giang Bình. Cô đến gặp ông Bình làm gì? Em muốn điều tra xem việc cô ta nhận con ruột có liên quan gì đến việc nhận tài sản thừa kế không. Chuyện giờ trước dướng vào rắc rối ăn chơi thác loạn có phải là do sắp đặt không? Và còn rất 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 nhiều điều nữa. Em muốn làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện. Em không muốn là họ đưa anh vào làm con tốt thí. Thôi đủ rồi nha. Cô càng ngày càng suy diễn quá nhiều rồi. Anh đón taxi về riêng đi. Em với anh không thể đi chung xe về được đâu. Ok baby. Anh bị điên rồi hả? Lỡ như ông Bình cho người theo dõi thì sao chứ? Làm gì mà bé cưng lo như vậy? Đây là khu vực của anh. Ông ta có 100 con mắt cũng không làm gì được anh đâu. Không làm gì được anh, nhưng mà làm gì được tôi đó. Bộ anh muốn tôi và anh bị chết chung hả? Ok. Trung học gì? Anh Ninh, anh đi đâu vậy? Em và cậu ta mới đi gặp đối tác ở đây để làm việc. Tại vì đối tác ở Hà Nội bay vô đây, sáng mai ông đi Mỹ sớm, nên em mới làm việc trễ như vậy. Giới thiệu với anh, đây là Dũng, trợ lý thứ hai của anh Bình, và là trợ lý tạm thời của em. Chắc Dũng chưa biết, đây là anh Ninh, luật sư phụ trách pháp lý của tôi. Thì ra đây là luật sư Ninh. Chị Trang nhắc hoài hả? Mà hôm nay mới có cơ hội gặp. Chào anh. Chào anh.